Chào mừng các anh chị và các bạn chúng ta đến với cái lam số 10 Đó là U sợi tiếng vú Thì ở U sợi tiếng vú thì chúng ta vẫn nhìn xem ở cái phần hình đại thể đây U tròn giới hạn rõ Có vỏ bao sợi mật độ chắc Di động tốt kích thước U Thay đổi từ 1 đến 10 cm Trung bình là 2 đến 4 cm Mặt cắt u phòng đồng nhất có màu trắng xám đây là cái phần đại thể của cái cái u ha thì đây là phần 1 cm chúng ta ướm vào đây chúng ta thấy là 1 2 3 4 5 chắc khoảng 5 cm ha các anh chị đây cái u này khoảng 5 cm u tròn giới hạn rõ mặt cắt phòng và đồng nhất rồi như vậy thì ở cái phần cơ quan chúng ta sẽ nói đến đó là u sợi tuyến vú thì dĩ nhiên là cơ quan là ở tuyến vú rồi vì quan sát thấy ống tiếng vú và tiểu thùy tiếng vú vỏ bao quanh sợi u chúng ta sẽ thấy ha, ống tiếng vú tiểu thùy tiếng vú vỏ bao quanh sợi u đó là phần cơ quan phần thứ hai đó là chúng ta sẽ đi cái mục tiêu cần tìm về mặt vi thể thì chúng ta sẽ thấy là gì tăng sinh mô liên kết thưa quanh các ống tiếng vú Ống tiến phú tăng sản một số bị kéo giãn ép dẹp Số 3 là biểu mô ống tiến phú gồm hai loại tế bào Tế bào biểu mô và tế bào cơ biểu mô à, Vỏ bao xuống, uh, sợi uh, quanh đu Thì chúng ta thấy rằng là các tiểu thùy tiến phú Trong tiểu thùy có nhiều ống tuyến nhỏ Mỗi ống tuyến Cấu tạo làm hai lớp Tế bào biểu mô và tế bào cơ biểu mô. Thứ hai, tăng sinh mô liên kết thưa quanh các ống tuyến vú. Thứ ba, biểu mô ống tuyến vú tăng sản nhiều lớp, một số bị kéo giãn, ép dẹp, ép dẹp, à, có thể có hình tròn nhỏ hoặc kéo giãn và bị ép dẹp dưới tác động của mô đệm tăng sản, vỏ sợi bao quanh u uh, là vách mô liên kết đặc có tế bào sợi và sợi calogen bắt màu hồng thì đó là những cái mục tiêu chúng ta cần tìm và bây giờ chúng ta sẽ xem à, cái hình ở à, qua kính hiển vi chúng ta thấy ở cái hình này chúng ta sẽ thấy là hình số 1 đây vỏ bao sợi quanh u đây là một cái vỏ bao sợi xung quanh này. đây vỏ bao sợi các ống tiếng vú tăng sản chúng ta thấy đây là các ống tiếng vú tăng sản đây tăng lên rồi mô liên kết thưa tăng sản quanh ống tiếng vú, số 3 là mô liên kết thưa ở đây. Tăng sản xung quanh cái cái ống tiếng vú xung quanh đây. Rồi tiểu thùy vú bình thường. Số 4 là tiểu thùy vú bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy cái lam tiếp theo là các ống tiếng vú bị ép dẹp đây, là các ống tiếng vú bị ép dẹp lại đây, lại do nó tăng lên nên nó mới ép dẹp lại. Rồi các ống tiếng vú tăng sản, số 2 là các ống nó tăng lên, đây tăng sản lên tăng lên hai ba lớp tế bào biểu mô đây chúng ta thấy nè đây rất nhiều ha rồi mô liên kết thưa tăng sản quanh ống tiếng vú số 3 mô liên kết thưa tăng sản quanh ống tiếng vú đây đây xung quanh đây rồi hình tiếp theo chúng ta sẽ thấy là các tế bào biểu mô các tế bào biểu mô các tế bào mô cơ biểu mô cơ đây số 2 và mô liên kết thưa tăng sản đây mô liên kết thưa tăng sản lên vâng tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là gì các tế bào biểu mô tăng sản là số 1 đây là biểu mô tăng sản đây ở nhìn cái vật kính lớn hơn đây ha đó rồi tế bào cơ tế bào cơ biểu mô số 2 là tế bào cơ biểu mô và thứ ba là mô liên kết thưa tăng sản đây chúng ta xem mở cái vật kính lớn hơn chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn như vậy thì qua các mục tiêu trên thì chúng ta sẽ kết luận chuẩn đoán đó là u sợi tuyến vú thì xin nhắc lại ha ở phần lam số 10 là u sợi tuyến vú thì chúng ta sẽ quan tâm là cơ quan đó là tuyến vú thì vì sao chúng ta kết luận là cơ quan tuyến vú vì chúng ta quan sát thấy ống tuyến vú tiểu thùy tuyến vú vỏ bao quanh sợi u à, cái mục tiêu thì chúng ta có bốn mục tiêu ha mục tiêu thứ nhất là các tiểu thùy tuyến vú trong tiểu thùy có nhiều ống tuyến nhỏ mỗi ống tuyến cấu tạo hai lớp Tế bào biểu mô và tế bào cơ biểu mô tăng sinh mô liên kết thưa quanh các ống tuyến vú biểu mô ống tuyến vú tăng sản nhiều lớp một số một số thì bị kéo giãn hoặc là ép dẹt à, có thể có hình tròn nhỏ hoặc bị kéo giãn hoặc bị ép dẹt dưới tác động của mô đệm tăng sản vỏ sợi bao xung quanh u là các vết mô liên kết đặc có tế bào sợi sợi collagen bắt màu hồng và nhờ với những cái mục tiêu trên thì chúng ta kết luận đó là u sợi tuyến vú chúng ta thấy u sợi tuyến vú chúng ta xem lại ha u sợi tuyến vú đây hình ảnh đại thể vâng và đó là chúng ta đã xong cái lam số 10 và các anh chị các bạn chúng ta nhớ là ở cái phần ghi chú ở dưới cái video clip này thì mình có để các cái nội dung để các anh chị chúng ta dễ theo dõi và dễ học xin chúc các anh chị chúng ta học tốt